Xin chào tất cả anh chị và các bác, quay trở lại với video của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Thưa anh chị và các bác, bên cạnh Thành đây là một sản phẩm được một vị khách, đó chính là bác Đỗ Văn Cường, có địa chỉ tại xóm Bắc, Liên Vị, Quảng Yên, Quảng Ninh. Và cách đây là ngày 23 tháng 9 năm 2023 vừa rồi đã lên tận cửa hàng chúng tôi để có thể đặt cái sản phẩm này các bác nhé. Và bác đã lựa chọn cái sản phẩm này. Bên cạnh Thành là một sản phẩm lưới trụ vát 2m30, kích thước tổng là 2m30 này, chiều ngang là 95 và chiều sâu là 41 các bác nhé. Và đây là một sản phẩm hàng liền các bác ạ. Thì nhìn tổng quan các bác có thể nhìn thấy là cái chất liệu gỗ mun lào này rất là đẹp đúng không ạ? Nếu như bác Cường có xem được cái video này thì có nghĩa là cái sản phẩm đồng hồ mà bác lựa chọn đã được chúng tôi chuẩn bị hoàn thành, hoàn thiện để có thể chuẩn bị bàn giao cho gia đình nhà bác. Và bác hãy sẵn sàng trong gia đình nhà mình chuẩn bị một cái chỗ thật là tuyệt vời, thật là đẹp, hợp lý nhất để có thể trưng bày cái sản phẩm tuyệt vời này trong nhà mình bác nhá. Và trong video này Thành cũng xin giới thiệu, chia sẻ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sản phẩm này, cái sản phẩm mà đã được bác Cường lựa chọn, xem nó có cái điểm gì đặc biệt, cũng như là cái sản phẩm này được lắp bộ máy cơ như thế nào các bác nhá. Đầu tiên về kích thước tổng Thành vừa đọc cho các bác rồi đấy ạ. Và cái sản phẩm 2m3 này về kích thước tổng thì nó nói chung là nó giống với những cái sản phẩm 2m3 khác của Tuấn Thành chúng tôi. Nhưng mà điểm đặc biệt của nó, thứ nhất là được làm từ chất liệu gỗ mun lào. Thì gỗ mun lào là cái dòng gỗ mà các bác đã biết là ở trong giới chơi gỗ, đồ gỗ thì được sử dụng rất là nhiều rồi đúng không ạ? Từ làm bàn ghế này, tủ kệ này, hay là tủ góc, bây giờ đến cả đồng hồ, hoặc là đến cả những cái bức tượng cũng được làm từ những chất liệu gỗ mun lào này, với những cái đường vân tự nhiên cực kỳ là đẹp của nó đúng không ạ? Và cái sản phẩm này chúng ta sẽ tìm hiểu nó nhé các bác nhá. Đầu tiên thì ở trên là phần trương, là một tấm trương liền các bác ạ, được làm rất là tỉ mỉ, đục đẽo rất là đẹp, rất là kênh kiệm đều hai bên. Bác Cường lựa chọn cái sản phẩm này, Thành nghĩ rằng là bác đã rất là thích những cái đường vân trên cái sản phẩm này, bởi vì tổng thể của nó vân veo rất là đẹp các bác ạ. Ở trên phần vòm này, phần vòm thì lượt trên đục xoắn thừng đấy, lượt trên đục xoắn thừng, ở giữa là một lượt đục mắt nhãn, và ở dưới cùng là một đền lượt để trơn các bác nhá. Đây, tổng thể của nó rất là đẹp đúng không ạ? Bên dưới đây là một tấm cánh liền các bác này, rất là dày dặn, rất là đẹp luôn đấy, rất là dày dặn này, và được làm liền. Cái đường vân của nó các bác nhìn này rất là sáng, rất là đẹp đúng không ạ? Nổi cực kỳ, bóng sáng đẹp. Xuống bên dưới đây cũng là một tấm vòm liền nữa đấy, một cái vòm liền. Cái sản phẩm được làm rất là tinh tế tỉ mỉ, từ những cái chi tiết đục chạm cũng như là tổng thể cái lắp ghép những cái phần vân lại với nhau các bác nhá. Những chiếc cột được chúng tôi làm liền các bác nhá, những chiếc cột này được làm liền này, ở dưới này cũng như vậy này, và những cái đường vân được đẹp nhất được đưa ra ngoài các bác nhá. Ở những cái hạt na này đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái hạt này. Xuống bên dưới những cái phần cổ này, và thậm chí là những cái đường đục bên dưới này cũng được làm rất là tỉ mỉ đẹp này, rất là nổi luôn. Những chiếc cột này được chúng tôi làm rất là dày dặn và chắc chắn các bác nhá. Độ dày 7 phân này, đấy, trên xuống dưới vuông 7 phân, rất là đẹp luôn. Đấy, cực kỳ là đẹp và chắc chắn. Thứ nhất là được làm liền thì cái độ nặng của nó, độ chắc chắn của nó là tốt hơn so với làm ghép các bác nhá. Và những cái sản phẩm này được làm liền thì những cái đường vân của nó kết hợp với nhau, thì những cái đường vân của nó liền mạch và đẹp, được biểu lộ hết ra ngoài các bác ạ. Ở phần cánh bên dưới các bác cũng có thể nhìn thấy này, được chúng tôi làm những cái đường hàng bông lúa chạy xung quanh, rất là đẹp đúng không ạ? Và ở bên trong này cũng có một lượt đường diềm nữa. Và đặc biệt ở những cái sản phẩm Tuấn Thành chúng tôi, những sản phẩm tứ trụ vát, ở cái phần được nền bên ngoài này, cả bên cánh trên này các bác nhá, cánh trên này, xung quanh cánh trên, xung quanh cánh dưới, được chúng tôi làm những cái đục những cái đường nền hoa lá, nó rất là đẹp này, rất là đều đặn và cực kỳ là đẹp, những cái đường nét đục chạm bằng tay. Khẳng định với các bác đây là đục bằng tay, những người thợ chúng tôi đục bằng tay. Chúng tôi có những video mà người thợ chúng tôi trực tiếp đục ra những cái chi tiết thế này các bác nhá. Đấy, những cái chi tiết này hoặc những chi tiết trên vòm này này là những người thợ chúng tôi tự đục ra các bác nhá. Và một điểm nữa, và xuống phần bên dưới các bác ạ, xuống phần bên dưới này, ở phần bệ này có 3 lượt này, bệ trên 3 lượt cực kỳ dày dặn và chắc chắn các bác nhá. Đây, 2 lượt trên soi trơn và lượt dưới là một lượt hoa lá được đục chạy dọc theo cả cái khung của cái bệ bên dưới này. Xuống bên dưới này là những cái cổ đục rất là sắc nét này. Và ở giữa, chính giữa là một tấm ván đục 2 phân các bác nhá, rất là nổi. Thành ở cái góc nghiêng bên này, các bác nhìn trực diện mà có thể là hơi khó nhìn, nhưng mà ở cái góc nghiêng này, rất là đẹp, cực kỳ là nổi luôn các bác nhá. Cái chất liệu gỗ mun lào này thì với những cái đường hoa văn thế này thì kết hợp với đường vân thì không còn gì để chê cả. Xuống bên dưới nó cũng là những cái bông hoa rất là đẹp các bác nhá. Sản phẩm được chúng tôi làm hai tấm hồi liền hai phân hai bên các bác nhá. Chắc chắn là bác Cường đã nhìn thấy những cái đường vân tuyệt vời như thế này nên bác đã lựa chọn cái sản phẩm này cho gia đình nhà mình. Và quay sang bên này, chúng ta sẽ đi vào bên trong của cái sản phẩm này các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy bộ phụ kiện của cái sản phẩm này được làm hoàn toàn mạ vàng 24K các bác nhá. Sản phẩm được sử dụng bộ mặt đồng sâm cùng những phụ kiện bên dưới là thanh lắc này, ba quả tạ, và những cái dây xích này cũng được chúng tôi mạ vàng 24K rồi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp, rất là sáng bóng đúng không ạ? Cái màu vàng mạ vàng 24K này thì nó đẹp hơn, nó sang trọng hơn so với cái màu vàng bình thường. Bởi vì nó được làm từ vàng 24K mà, nó được mạ 24K mà. Đấy, nên là vàng hàng vàng thật bao giờ nên nó cũng đẹp hơn, là nó cũng sang trọng hơn so với cái màu vàng nhúng sơn các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy một điểm nữa, chính là ở trên bộ mặt đồng sâm mạ vàng này thì chúng tôi vừa gửi đi mạ về nên là chúng tôi vẫn chưa gắn được chữ sứ lên các bác nhá. Thì đây là một cái chi tiết mà chúng tôi chưa hoàn thiện được, thì trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện để có thể là khi bàn giao tới gia đình nhà bác Cường, nó là một cái sản phẩm hoàn thiện đẹp nhất các bác ạ.
Thì đây các bác có thể nhìn thấy những cái ô này sẽ được chúng tôi gắn chữ sứ vào các bác nhá. Chữ sứ, chữ men sứ, đấy rất là đẹp, rất là nổi. Và ở giữa là một cái đĩa sứ nữa. Và cái bộ phụ kiện mạ vàng này thì không có gì để chê cả. À, thưa anh chị các bác, thì bác Cường đã lên tận nơi và đã lựa chọn lắp một bộ máy cơ Đức 1623 các bác nhá. Bộ cơ Đức máy phẩy Kenizer 808 búa. Và bác đã làm yêu cầu chúng tôi lắp cái bộ máy này. Thì các bác có thể nhìn thấy bên trong này là một cái bộ máy 1623. Chúng tôi đã lắp hoàn thiện trong này rồi. Và cũng đang trong cái quá trình test để cho cái đồng hồ nó chạy chuẩn giờ, chỉnh chuẩn giờ trước khi bàn giao cho gia đình bác. Thì nó sẽ đảm bảo là khi vừa lắp vào trong gia đình thì bác sẽ không phải căn chỉnh nhiều nữa, để có một cái chiếc máy đồng hồ hoạt động thật là chỉnh chu cũng như là âm thanh chất lượng tốt nhất các bác nhá. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử xem là cái âm thanh của cái bộ máy cơ này nó như thế nào, liệu lắp trên cái sản phẩm 2m30 gỗ mun Lào này nó có chất lượng hay không các bác nhá. Thì ngay bây giờ Thành sẽ mời anh chị và các bác cùng lắng nghe cái chất lượng âm thanh này. Anh chị đã được cùng Thành lắng nghe đó chính là âm thanh của những cái bản nhạc của bộ máy cơ 1623 này và những tiếng chuông đã vang lên rồi đúng không ạ? Hình như vừa rồi Thành đếm không nhầm đó chính là 10 tiếng chuông đấy, và hiện tại thì chúng tôi đang chỉnh cho cái giờ này để nó chạy chuẩn, thì chúng tôi sẽ test để nó chuẩn chỉnh nhất trước khi giao cho gia đình nhà bác. Với những cái bộ máy cơ này thì cái nguyên lý hoạt động của nó chính là ba quả tạ này là sức kéo và sẽ là tạo cái động lực cho cái phần máy bên trên để nó hoạt động các bác nhá. Khi mà đã mang về gia đình nhà các bác rồi, khi mà nó hoạt động ấy, cái quả tạ nó sẽ rơi dần dần xuống thế này này. Thì khi mà nó hết chạm đến khu vực gần bên dưới đáy kính này, bên dưới cái phần kính này, thì các bác chúng ta sẽ kéo cái tạ lên, kéo và cũng sẽ kéo vừa vừa ở cái tầm trên này, chúng ta có thể nhìn thấy cả cái quả tạ các bác nhá. Cũng không nên kéo nó lên quá đâu, nếu mà nó mắc vào những cái phần cái đồng hồ phần gỗ này thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái hoạt động của chiếc máy cơ đấy, nên chúng ta kéo vừa thôi. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái tay, một tay kéo cái dây xích và một tay sẽ nâng nhẹ quả tạ lên, cũng để nâng nhẹ quả tạ thôi các bác nhá, để nó không bị làm ảnh hưởng đến cái trục máy và cũng sẽ không làm ảnh hưởng, không làm cái quả tạ nó bị tuột ra ngoài đấy ạ. Chúng ta sẽ một tay nâng tạ và một tay sẽ kéo nhẹ lên đấy, rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Và các bác sẽ nên để quả tạ ở một cái vị trí vừa phải thôi, cũng không nên lên cao quá đâu, cao quá nó sẽ có thể là nó bị mắc vào trong cái phần thùng này, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động các bác nhá. Và chúng ta để bên dưới, nếu mà chúng ta kéo cao quá thì có thể nó sẽ bị che mất cái phần quả tạ, thì cũng sẽ không nhìn được hết những cái chi tiết của cái phần quả tạ mạ vàng 24K này đúng không ạ? Các bác đã bỏ tiền ra để sở hữu những cái chi tiết đẹp như thế này, đó chính là bộ phụ kiện mạ vàng 24K, thì các bác cứ khoe hết ra. Đấy, của nhà mình mà. Đấy, của nhà mình, chất lượng của nhà mình đẹp thì mình cũng phải khoe ra đúng không ạ? Những cái gì đẹp nhất các bác khoe ra bên ngoài. Và tổng thể đây là một cái sản phẩm của nhà bác Cường ở Quảng Ninh đã đặt chúng tôi cách đây gần một tháng đúng không ạ? Và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện cái sản phẩm này sớm nhất, nhanh nhất để có thể sớm bàn giao cho gia đình nhà bác Cường, để có gia đình nhà bác có một cái sản phẩm tuyệt vời trưng trong gia đình nhà mình, cũng như là để thỏa mãn cái thú chơi, cũng như là sự thích thú của bác đối với cái chất lượng âm thanh của những bộ máy cơ Đức các bác nhá. Và nếu các bác anh chị gần nhà gia đình nhà bác Cường có địa chỉ tại Quảng Yên, Quảng Ninh thì có thể đến tham khảo xem là cái sản phẩm Tuấn Thành nó có thật như ở trên video chúng tôi giới thiệu hay không, và cái lý do bác Cường chọn là gì. Đấy, cũng có thể đến chơi giao lưu hỏi thăm để xem là gia đình nhà mình liệu có phù hợp với một cái sản phẩm thế này hay không các bác nhá. Và rất là mong rằng khi mà cái sản phẩm này về tới tay tới gia đình nhà bác Cường, chúng tôi sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực, những cái phản hồi tốt nhất từ gia đình nhà bác, để chúng tôi càng ngày càng phấn đấu làm những cái sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn nữa để phục vụ cho anh chị và các bác. Và trong video ngày hôm nay Thành cũng xin kết thúc tại đây. Và đây là cái sản phẩm gia đình nhà bác Cường chúng tôi sẽ đang trong quá trình hoàn thiện nốt để có thể bàn giao cho gia đình nhà bác sớm nhất. Và rất là mong rằng sắp tới đây chúng tôi cũng sẽ được phục vụ cho gia đình nhà anh chị và các bác. Và biết đâu trong một cái video nào đấy chúng tôi sẽ xuất hiện tại gia đình nhà các bác anh chị đang xem trong cái video này, cũng như là chúng tôi sẽ được phục vụ cho gia đình nhà anh chị và các bác một cái sản phẩm nào đó thật là tuyệt vời đúng không ạ? Một lần nữa cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị và các bác trong những video tiếp theo của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.